Bây giờ hãy thấy trên mạng người ta chia sẻ, người ta bán rất là nhiều luôn, một có một cái loại đó người ta bán rất là nhiều, và người ta kinh doanh thôi, và người ta không có chia sẻ cụ thể về cái loại dược liệu này. Thì nó cũng là một cái loại dược liệu nhưng mà nó là một cái loại động vật. Ngày xưa thì người ta đi tìm ở trong thân cây, ở trên rừng núi. Bây giờ người ta nuôi, người ta đã tôn nó lên rất là mãnh liệt. Thì nhưng mà người ta không có chia sẻ cụ thể về cách làm. Ví dụ cô bác chị mình kiếm được thì chúng ta không biết cách làm, hoặc là làm không đúng, thì như vậy thì nó không có, gọi là nó mất cái uổng cái công sức của chúng ta. Bởi đi tìm con này thì cũng cực lắm nha, chứ không có sướng gì đâu. Đó là con gì? Đó là con bần bật. Người Nam người ta gọi là con bữa củi đây. Con bữa củi nó cứ bần bật búng cạch 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 đó. Thì chúng ta để cái tay như thế này thì một hồi nó sẽ búng lên, nó búng lên. Mà hãy quay kỹ cho các anh chị mình xem. Rồi. Thì cái con bữa củi này nó thuộc họ bọ cánh cứng. Nó có tính vị là vị mặn, tính bình. Nó quy vào hai kinh, đó là kinh tâm và kinh thận. Thì theo kinh nghiệm của dân gian ấy, loại này thì nó chưa có những cái công trình nghiên cứu cụ thể gì hết nè, cái lời truyền miệng của dân gian. Thì nó có công dụng là hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp, thoái hóa xương khớp. Ngoài ra thì nó còn có cái công dụng mà nhiều người ta đồn thổi, đó là bổ thận tráng dương, giúp cải thiện cái vấn đề mà các anh học dở môn sinh mà học yếu môn lý. Rồi nó giúp các anh có cái thời gian mà chúng ta ghé nhà anh Quang mà thăm nhà chị Hệ ha, tăng cái thời gian lên, ở lâu hơn, thăm lâu hơn đấy. Thì đó là những cái công dụng mà theo truyền miệng, vẫn chưa có công trình nghiên cứu cụ thể. Hãy nói lần thứ hai này, vẫn chưa có công trình nghiên cứu cụ thể về cái con bữa củi hoặc bổ củi này, hoặc một số dùng người ta gọi là con bần bật nha. Thì như hai đã nói rồi, loại này thì nó quy vào hai kinh, kinh tâm và kinh thận. Nó vị mặn và tính bình, cho nên là người lạnh cơ thể sử dụng rất là tốt, người nóng cơ thể sử dụng cũng được, nhưng ít thôi, ít thôi. Thì nếu mà ai bị đau lưng mỏi gối, đau nhức xương khớp, thoái hóa xương khớp, thận yếu thì chúng ta sử dụng cái này, nó hỗ trợ rất là tốt. Nhất là theo kinh nghiệm của dân gian, nhất là các anh khi sử dụng con này thì nó hỗ trợ cho các anh học giỏi môn sinh và học giỏi môn lý luôn, và giúp cho các anh tăng cái thời gian lên ghé thăm nhà anh Quang mà ghé ở nhà bà chị Hệ. Thì con bổ củi này, hoặc là con bữa củi, hoặc con bần bật này, nó có 3 cách để chúng ta sử dụng. Thường người ta bán cho quán chị mình thôi, người ta không có chỉ thêm cách này cách nọ đâu. Nhưng mà Hải thì hãy chia sẻ, cái gì Hải biết thì hãy chia sẻ. Thấy nhiều, đôi khi mà thấy trên mạng người ta nói nhiều quá thì Văn Hải sẽ chia sẻ cụ thể cho quán chị mình hiểu thêm về nó ha. Cách thứ nhất ấy, là chúng ta ngâm một vị nó thôi, ngâm rượu ha, hoặc là chúng ta có thể tán thành bột. Thì nếu mà chúng ta ngâm rượu thì 100 con này, 100 con bữa củi như đầu video Hải đã nói rồi, chúng ta tự đi tìm ở trên rừng ở thiên nhiên thì nó sẽ tốt hơn. Còn mà con cái tại vì nó ăn những cái cây mục, những cái uống nước này nọ, đôi khi là cái con vật nó hay lắm, nó tìm những cái loại mà có vị thuốc nó ăn nó uống đấy, thì nó sẽ có cái dụng rất là cao. Còn khi mà người ta nuôi á, cái con này mà nó nuôi á thì dĩ nhiên là giống như cá sông và cá nuôi thôi, ếch sông và ếch nuôi chúng ta ăn và chúng ta biết cái chất lượng của nó chênh lệch lắm. Rồi khi mà chúng ta có 100 con này, sao vàng thơm lên, có hai cách. Một là chúng ta sẽ ngâm khoảng 2 lít tửu 40 độ và ngâm trong vòng 3 tháng mới sử dụng được ha. Ngâm trong vòng 3 tháng mới sử dụng được, mỗi lần sử dụng 1 đến 2 ly nhỏ như thế này mỗi ngày 2 lần.
trong bữa cơm trưa và trước khi đi ngủ 30 phút. Hỗ trợ điều trị xương khớp, bổ thận tráng dương, đau lưng nhức mỏi. Rồi nếu mà chúng ta không uống tửu được, uống rượu được, thì chúng ta sử dụng cách nào? Thì theo kinh nghiệm của dân gian thì người ta xào thơm giòn tán thành bột. Tán thành bột. Và cái bột đó thì chúng ta sử dụng mỗi ngày 2 lần, mỗi lần 1 đến 2 gram. Một lạng nó có 100 gram. Chúng ta sử dụng 1 đến 2 gram thôi. Thì pha với lại nước ấm. Thì chúng ta sẽ sử dụng sau khi ăn cơm 30 phút mỗi ngày 2 lần. Đó là cách chúng ta bào chế từ một vị là con bằng bậc thôi. Còn khi mà chúng ta muốn phối hợp với lại cái những cái vị thuốc khác thì đúng theo cách của dân gian, kinh nghiệm của thầy thuốc thì không có, hãy thấy bây giờ trên mạng người ta phối tùm lum hết, nào là ba kích, nào là mú tần, rồi sâm cau đen, rồi nào là dâm dương hoắc, rồi kỷ tử tấu đỏ, ôi rất là nhiều luôn. Người ta thích phối cái gì người ta phối, vậy không được ha. Phối thuốc không phải là muốn thích phối là phối đâu, cái dồn hết tất cả các vị đó vô uống một cái một là lên máu liền, nó nóng mà. Những cái vị đó là những vị nóng, gom lại nhiều quá, mấy mười mấy hai chục vị loại đó uống vào một cái là cao huyết áp liền đấy. Mà người ta bán người ta đâu có hỏi của bán chị mình huyết áp thấp hay huyết áp cao đâu, đúng không? Lỡ như mà chúng ta bị huyết áp cao mà uống thang nó vào thì sao? Tiền mất mà tật mang, tất cả những vấn đề chúng ta đều gánh chịu. Người bán người ta đâu cần, người ta chỉ biết bán thôi. Còn tất cả vấn đề là chúng ta phải chịu. Đấy. Thì cái cách phối của nó là như thế nào? Của anh chị mình lại lấy cho Hải á, 100 con bần bật này sao vàng, sao thơm vàng lên bỏ vào bình. Của anh chị mình lấy cho Hải là một cái loại nữa, ba cái loại nữa, đó là thiên niên kiện khô ha. Thì Phan Hải cũng đã chia sẻ 2-3 lần cái thiên niên kiện cho bán chị mình rồi. Nó rất là thơm, hành khí hoạt huyết, hỗ trợ điều trị đau nhức xương khớp. Thiên niên kiện thì khô thì chúng ta lấy 300 gram, 3 lạng á, bỏ vào một cái hũ đã có 100 con bữa củi. Lấy thêm cho Hải là đẳng sâm khô cũng lấy cho Hải 300 gram luôn, nghĩa là 3 lạng. Đấy, lấy thêm cho Hải là cái sâm cao đen là 300 gram luôn, nghĩa là 3 lạng. Đấy, thì tổng cộng cái thang này là 100 con bữa củi nè, 300 gram thiên niên kiện khô nè, 300 gram đẳng sâm khô nè, 300 gram sâm cao đen khô. Và chúng ta bỏ vào một cái bình, bình sành càng tốt. Và chúng ta sẽ ngâm với 4 lít tửu, 4 đến 5 lít tửu gạo lò nấu ở độ 40 độ. Và cũng ngâm 3 tháng chúng ta mới sử dụng được. Thì mỗi lần sử dụng á, 1 đến 2 ly nhỏ như thế này, mỗi ngày 2 lần, trong bữa cơm trưa và trước khi đi ngủ 30 phút. Đó là bài thuốc hỗ trợ có cái con bằng bạc này trong đó. Không nên thấy những cái thang thuốc người ta bán, nó phối rất là nhiều vị trong đó, có con bằng bạc này nhiều nữa. Cũng đừng nên tham lam mà ham muốn không được. Chúng ta phải biết phối thế nào là được. Ví dụ như thịt bò, nó ngon đi. Nhưng mà chúng ta xào với lại củ hành thì nó rất là thơm và ngon. Chúng ta xào với rất là nhiều loại thì nó hết ngon. Đôi khi ăn vào cũng khó tiêu. Làm gì cũng vậy, chúng ta nấu ăn vậy, nấu đúng đủ vừa thôi là nó sẽ ngon. Nó quá là nhiều loại dồn vào trong một cái món ăn. Đấy, ví dụ như thịt bò này, nấu chung với lại cá biển, nấu chung với lại cái nước ngọt này, nấu chung với lại thịt rừng này, thì nấu chung với lại bắp cải, rồi nấu chung với lại củ hành này, rồi đủ thứ loại dồn lại một món ăn như vậy, cô bán chị mình thấy ngon, có ngon không? Đấy, cho nên không phải là một vị thuốc, nhiều vị thuốc là nó ngon, tùy theo cái bài thuốc. Thì con hãy biết rằng người ta bán, người ta bỏ cái con bằng bật này ở giữa cái mâm thuốc nhiều nữa, dòng dòng rất là nhiều cái vị thuốc. Đó. Người ta sẽ câu dẫn chúng ta này, cái con bằng bật này rất là tốt. Nhưng thực sự ra nếu mà phối thì chúng ta phối cho đúng, cho đủ. Không có dư, không có phối dư.
không phải tích phối gì phối. Đó, hãy lưu ý quá như vậy. Rồi, sử dụng thì như đầu video Hải đã nói rồi, nó tính là vị mặn, tính ấm, quy vào hai kinh, kinh tâm và kinh thận. Cho nên là chúng ta cơ thể lạnh thì chúng ta sử dụng rất là tốt, nhưng mà cơ thể mà nóng á, thì chúng ta sử dụng ít lại. Ví dụ người bình thường, từ cơ thể bình thường hoặc lạnh á, thì chúng ta sử dụng 1 đến 2 ly nhỏ trong bữa cơm ngày 2 lần. Thì nếu mà chúng ta cơ thể nóng thì chúng ta sẽ sử dụng là 1 ly trong bữa cơm ngày 2 lần. Và lưu ý là những người nào cao huyết áp thì không sử dụng rượu ngâm được. Huyết áp ví dụ như 14, 15, 16, 17 vậy đó, thì chúng ta không sử dụng được. Đó là cái bài thuốc mà Phan Hải đã chia sẻ với cô bác anh chị mình đó, là cái từ cái con bằng bật này đó, bằng bật mong rằng có thể giúp đỡ thêm cho cô bác anh chị mình tham khảo về những cái vấn đề về cái con bằng bật này để chúng ta có cái nhìn rõ ràng hơn. Rồi thì cũng đã xong, thì cuối video Phan Hải cảm ơn quý cô bác anh chị mình rất là nhiều. Hôm nay ngồi dưới cái bụi tre để chia sẻ dược liệu của bác chị mình, mát lắm, ở quê mà mát. Thì cũng kính mong với bác chị mình và gia đình luôn mạnh khỏe và an lạc trong cuộc sống nhân dịp xuân về. Thì Phan Hải kính chúc với bác chị mình và gia đình chuẩn bị đón một mùa xuân cùng gia đình, sum vầy cùng gia đình, người thân hạnh phúc và thật an lạc. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại quý bác chị mình trên kênh YouTube Phan Hải Channel vào những video tiếp theo.